Doraemon có phải anh họ của Nobita? Doraemon là bạn thân của Lê Bống. Có thể yêu hai người cùng một lúc không? Có. Xin chào các bạn độc giả của điện ảnh.net. Mình là Lê Xuân Anh và mọi người thường biết mình với cái tên là Lê Bống. Và hôm nay thì mình đang cảm thấy gấp lắm rồi. Luật chơi như sau: khách mời có 3 phút để trả lời thật nhanh các lá thăm. Nếu bóc trúng lá thăm yêu cầu bắt buộc thì phải thực hiện. Kết thúc 3 phút, nếu rút được 30 lá thăm trở lên sẽ vượt qua được thử thách. Có thể yêu hai người cùng một lúc không? Có. Yêu bố, yêu mẹ, yêu các em. Nhưng mà không yêu hai người yêu cùng một lúc. Có thể chạm tay trái vào tay phải không? Có. Bạn có thể nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh không? Sarangheo. Sarangheo. Ich liebe dich. Phim Hàn hay phim Trung? Phim Hàn. Bạn có biết nấu ăn không? Có, mình đặc biệt rất thích nấu ăn. Mắt biếc hay tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh? Cả hai phim đều hay á. Cả hai được không ạ? Trái đất có hình tròn không? Ngoài trái đất, ngoài hình tròn ra còn có hình trái tim nữa. Bạn có ăn được sầu riêng không? Không, không ăn được sầu riêng. Nhưng mà có thể sầu là có thể bụng sầu riêng một mình được. Bạn có sống với bố mẹ bạn của bạn không? Mỗi lần về Hà Nội thì mình luôn luôn sống với bố mẹ. Bạn có trên 5 người yêu cũ? Không có, mình không có người yêu cũ. Bạn có thể nín thở 20 giây không? Có. Mình là thợ lặn đấy, tại vì mình có thể lặn vào bên trong trái tim của các bạn và sâu vào trong tâm trí của mọi người. Dạ. À thế ạ? Bạn có thích dành thời gian cho gia đình? Có, mình sẽ dành rất là nhiều thời gian cho gia đình. Nếu như mình có thể. Bạn có thích ăn cay không? Có, mình rất thích ăn cay. Doraemon có phải anh họ của Nobita? Doraemon là bạn thân của Lê Bống. Bạn có phải người lạc quan? Là mình là một người siêu tích cực và lạc quan. Bạn có thể liếm khuỷu tay của bạn? Không, không cho chọn liếm nữa đâu. Bạn có sợ bóng tối? Mình sợ mất mọi người, mình sợ mất khán giả. Bạn có biết bơi không? Ngoài bơi ra thì mình... Đấy, mình có nói rồi đó, mình biết bơi vào trong tim mọi người. Scooby-Doo có phải bạn gái không? Scooby-Doo có bạn gái không? Hết rồi. Dạ. Nhưng mà cái này trả lời càng được ít thì có bị làm sao ạ? Chúng em không nói nghe từ đâu. Mọi người không nói. Trời ơi, làm em cứ kiểu trả lời kiểu lên thì em có thể trả lời lại không? Tại vì mọi người bảo bốc thật nhanh là em không để ý bên trong này lắm. Rồi bây giờ Lê Bống đưa nêu một chút cảm nhận của mình sau khi mình không hoàn thành thử thách bởi vì không chịu lắng nghe lời luật chơi từ ban đầu. Thì mình đúc kết ra được một bài học, đấy là trước khi chúng ta chơi bất cứ một cái game nào đấy thì chúng ta nên học luật. Giống như cả ở cuộc sống cũng thế thôi. Trước khi mà chúng ta tham gia giao thông hay là làm bất cứ một cái việc gì thì chúng ta còn phải hiểu được luật pháp ở thời điểm đó để chúng ta sẽ có thể đúng luật thì chúng ta sẽ dễ chiến thắng hơn. Lý do mình chọn phim Hàn thì chắc là tại vì số là mình thực ra là mình cũng rất là thích xem phim Trung Quốc, nhưng mà mình thích phim Hàn hơn tại vì cảm giác là khi mà xem phim Hàn thì chắc là nó lãng mạn hơn, nó kiểu và mình rất là thích các cách diễn xuất của các bạn nhân vật người Hàn á, thì các cách diễn thì nó mang lại cho mình cái cảm giác rất là đồng cảm, mà nó cảm giác khi mà mình xem thì mình như được hóa thân vào nhân vật ấy, mà mình thì lại rất là thích những bộ phim mà nó
hơi ngôn tình một xíu, nó lãng mạn một xíu mà kiểu nó cứ ngây thơ ấy. Thì phim Hàn thì thường nó sẽ hay như vậy. Còn phim Trung Quốc thì mình thấy là nó sẽ thường là phim Trung Quốc thì nó sẽ hay lịch sử, nó sẽ hay làm phim cổ trang á. Thì nó cũng là những bộ phim mà mình thấy rất là hay và rất là thích. Nhưng mà nếu mà để lựa chọn một trong hai thì chắc là mình sẽ thích phim Hàn hơn. Câu hỏi này thì mình nghĩ là câu hỏi lý do mà mình không có người yêu cũ thì tại vì mình là một người rất là trung thủy. Và cái này thì về tình yêu của mình thì mình muốn giữ kín cho bản thân mình. Thế nên là mình sẽ chia sẻ với mọi người ở một cái giai đoạn nào đó mà mình cảm thấy rất là thích hợp. Nên mình thích DC hơn. Mình có Harley Quinn và Joker. Thì mình Harley Quinn là một nhân vật mà mình cảm thấy là một nhân vật phản diện mà mình vẫn rất là thích luôn. Cảm ơn các bạn độc giả của Điện Ảnh .net vì đã theo dõi cũng như là ủng hộ mình, cũng như là xem mình tham gia trò chơi này, tham gia game này. Và chúc các bạn sẽ có một buổi xem thật là vui này. Và chúc các bạn sẽ luôn luôn có những năng lượng tích cực ở trong cuộc sống, và thật là nhiều niềm vui, cũng như là có thật là nhiều những động lực tập luyện. Và qua đây thì mình cũng muốn gửi một cái thách thức đến chị huấn luyện viên của mình, đó chính là chị Thúy Vân. Và mong một ngày chị Thúy Vân sẽ tham gia trò này. Và không biết là chị Thúy Vân sẽ có được điểm cao hơn mình không. Nhưng mà em có một chia sẻ với chị là hãy học luật trước khi chơi. Tạm biệt mọi người, bye bye, cảm ơn mọi người. Bạn có mở mắt khi ngủ không? Personally có. Bạn có từng bị mộng du không? Không, chưa bao giờ. Bạn có thể chạm ngón chân, bạn có thể chạm vào ngón chân mà không khuỵu gối không? Có.